Reuters đưa tin các cuộc tấn công đã làm giảm 7% công suất xử lý dầu của Nga, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp mà Nga phụ thuộc rất nhiều để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng theo The Financial Times, việc đẩy lùi các cuộc tấn công đến từ một góc độ không ngờ tới, đó là Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Kiev. Các quan chức Mỹ được cho là lo ngại rằng các cuộc tấn công có thể đẩy giá dầu lên cao và gây ra sự trả đũa. Họ muốn Ukraine nới lỏng, theo báo cáo các cuộc tấn công táo bạo nhằm vào các nhà máy lọc dầu, kho lưu trữ và các địa điểm khác đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành dầu mỏ của Nga. Giá dầu đã tăng mạnh, kéo theo nỗi đau kinh tế lan rộng. Mức tăng thêm sẽ làm giảm cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Joe Biden. Báo cáo cho biết, một mối lo ngại khác là Nga có thể trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng mà phương Tây dựa vào. Chẳng hạn như đường ống CBC vận chuyển dầu từ Kazakhstan đến thị trường toàn cầu. Đây không phải là lần đầu tiên Kiev xung đột với Mỹ về chiến lược chiến tranh. Mỹ từ lâu đã cảnh giác với việc Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga vì lo ngại điều này có thể kích động Nga trả đũa. Washington đã cấm Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ tài trợ vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Nhưng Kiev đã chuẩn bị sản xuất vũ khí của riêng mình, bao gồm cả máy bay không người lái tấn công tầm xa, những loại vũ khí không bị hạn chế đó. Kiev đang sử dụng các cuộc tấn công để làm tổn thương Nga, sâu trong biên giới của mình, ngay cả khi các lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để chống lại các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga. Đồng thời, nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng do đảng Cộng hòa tại Quốc hội chặn dự luật viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ. Nga cũng đang chiến đấu quyết liệt bằng việc tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Một số nhà phân tích tỏ ra bối rối trước logic của Nhà Trắng đặt câu hỏi liệu các cuộc tấn công có thực sự khiến giá cả ở Mỹ tăng cao hay không. Những người khác đặt câu hỏi Mỹ có tư cách đạo đức gì để nói với Ukraine cách tiến hành chiến tranh. Ukraine phát triển 15 loại UAV có thể nhắm vào huyết mạch kinh tế Nga. Vào đêm ngày 23 tháng 3, UAV Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Samara Nga. Theo FOR, đây là vụ tấn công mới nhất và sâu nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi Ukraine leo thang các cuộc tấn công bằng UAV vào các cơ sở dầu khí đối thủ. Trước đó, một quan chức Ukraine tuyên bố họ coi những cơ sở này là mục tiêu hợp lệ của Kiev, xét theo góc độ quân sự. Samara nằm cách tiên tuyến ở Donbass hơn 800 km. Theo tình báo Anh, các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào hơn 12 cơ sở lọc dầu và nhà kho ở miền Tây của Nga đã khiến công suất lọc dầu của Nga giảm khoảng 12%, và điều đó có tác động dây chuyền đến giá xăng đối với người Nga. Trong tháng này, giá xăng tại Nga tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng. Trong nỗ lực bảo toàn nguồn cung trong nước, Moscow đã khôi phục lệnh cấm xuất khẩu xăng đã được dỡ bỏ vào tháng 9 năm ngoái. Chuyên gia quân sự S.I. Shustin dẫn các thông tin mà ông tổng hợp được xác định Ukraine đã chế tạo được 15 loại UAV tầm xa khác nhau. Mỹ và đồng minh tới nay vẫn không cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, nên họ không còn lựa chọn nào khác là phải tự phát triển UAV để tập kích đối phương. Từ năm ngoái, Ukraine đã tuyên bố chế tạo được UAV có tầm tấn công 1.000 km, đặt nhiều mục tiêu quan trọng của Nga vào tầm ngắm. Cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Ukraine nhằm vào trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol vào cuối tuần qua dường như cho thấy hậu quả của việc Nga dàn mỏng hệ thống phòng không. Ford nhận định, Điện Kremlin lúc này sẽ phải chọn giữa bảo vệ chặt chẽ các cơ sở lọc dầu và bảo vệ lực lượng tiền tuyến. Tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Mark Huckling nhận định, bạn không thể phòng thủ ở mọi nơi. Reuters đưa tin nhà máy lọc dầu lớn nhất Ấn Độ, Radiance đã ngừng mua dầu thô vận chuyển trên các tàu chở dầu thuộc sở hữu của hãng vận tải Nga Socomflot do Mỹ thắt chặt thực thi chế tài trừng phạt. Socomflot nằm trong số các thực thể Nga bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng trước vòng trừng phạt Nga mới nhất của Mỹ đã gây lo lắng cho các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ vì các hạn chế mới khiến việc vận chuyển dầu từ Nga trở nên khó khăn hơn, sẽ làm tăng chi phí vận chuyển và ăn vào lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu. Ngay cả trước vòng trừng phạt mới nhất của Mỹ, biên lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu quốc danh lớn nhất Ấn Độ đã giảm trong bối cảnh việc tiếp cận dầu thô của Nga ngày càng khó khăn hơn và giá cước vận chuyển tăng cao do sự gián đoạn vận chuyển ở Biển Đỏ, theo các nhà phân tích. Do Mỹ tăng cường thực thi trừng phạt, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang có xu hướng chuyển sang mua dầu thô của Mỹ. Bloomberg đưa tin, kể từ đầu tháng 3, Reliance và hai nhà máy lọc dầu quốc danh lớn nhất là Haras Petroleum và Indian Oil Corp đã mua khoảng 7 triệu thùng dầu thô của Mỹ. Đây là khối lượng nhập khẩu dầu thô Mỹ hàng tháng lớn nhất của Ấn Độ kể từ tháng 5 năm ngoái. Một nguồn tin giấu tên từ chính phủ Ấn Độ nói với Reuters, Chúng tôi ưu tiên mua dầu từ các tàu không bị trừng phạt. Vì sự thay đổi này, Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu nhiều dầu thô hơn nữa của Nga, bao gồm cả dầu do tàu Sopconflot vận chuyển. Dữ liệu KPL được Bloomberg trích dẫn cho thấy nhập khẩu dầu thô của Nga vào Trung Quốc trong tháng này sẽ đạt trung bình 1,7 triệu thùng mỗi ngày. Sau khí đốt Nga, EU đang phải từ bỏ nhiên liệu hạt nhân của Nga Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, áp lực về đặt mục tiêu giảm phát thải carbon và việc nhanh chóng đoạn tuyệt khí đốt Nga đã thúc đẩy Bỉ và các nước châu Âu khác quan tâm tới năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, với uranium được làm giàu của Nga chiếm tới 30% nguồn cung của EU trong năm 2022, khối 27 thành viên có nguy cơ phải chuyển từ phụ thuộc quốc gia này sang quốc gia khác. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo chia sẻ với Financial Times Việc thay đổi chuỗi cung ứng, đặc biệt là chuỗi cung ứng hạt nhân rất phức tạp, nhưng chúng ta cần thực hiện càng nhanh càng tốt. Chúng ta cần ngắt kết nối với nhiên liệu hạt nhân Nga, nhưng cũng cần phải đảm bảo vẫn có thể sản xuất điện không phát thải. Tháng 12 năm ngoái, Bỉ quyết định gia hạn thời gian tồn tại của hai lò phản ứng hạt nhân mà nước này dự kiến đóng cửa vào năm 2025. Hiện các lò phản ứng này sẽ hoạt động tới năm 2035. Tuy nhiên, ông Dicru chia sẻ cá nhân ông nghĩ rằng thời gian tồn tại của các lò phản ứng này nên kéo dài thêm 20 năm. Việc phục hưng ngành năng lượng hạt nhân bắt đầu được đề cập từ năm ngoái tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 của Liên hợp quốc, khi 25 quốc gia trong đó có Canada, Anh và Mỹ ký cam kết tăng gấp 3 lần năng lượng hạt nhân vào năm 2050. Đây là dấu mốc trở lại của ngành này sau cuộc khủng hoảng Fukushima năm 2011 ở Nhật Bản. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết Pháp và Áo là những quốc gia đang tham gia kế hoạch mở rộng nhà máy hạt nhân của Hungary, do nhà thầu Rosatom của Nga đảm nhận. Áo, Luxembourg và Đức phản đối việc EU chi ngân sách cho năng lượng hạt nhân do lo ngại sẽ ảnh hưởng tới nguồn tài trợ cần cho năng lượng tái tạo. Bộ trưởng khí hậu Áo, Leonor Westler lưu ý, mỗi dự án hạt nhân kéo dài hàng thập kỷ và phát sinh chi phí đắt đỏ đặt ra nguy cơ bóp méo thị trường khi nguồn ngân sách của EU dành cho nỗ lực tốn kém như vậy. Một nhà ngoại giao EU tiết lộ nguồn tài trợ của EU cho năng lượng hạt nhân sẽ là quà Giáng sinh cho Pháp, nước có 56 lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu.